Thực hư tin Minh Béo qua đời vì đột quỵ, Hoài Linh, Quyền Linh cùng dàn sao đau xót tiễn đưa. Suốt những giờ qua, cộng đồng mạng bàn tán không ngừng về thông tin Minh Béo đột ngột qua đời ở tuổi 44. Một số kênh YouTube chia sẻ thông tin này và cho biết nam diễn viên ra đi vì đột quỵ. Trong ảnh đại diện còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, MC Quyền Linh được cho là đến viếng đàn em. Thế nhưng thông tin trên thực chất chỉ là câu view quen thuộc. Ngay sau khi nó được chia sẻ rầm rộ, Minh Béo đã lên tiếng trên trang cá nhân. Trái với suy nghĩ của nhiều người, chẳng những không tức giận, Minh Béo còn gửi lời cảm ơn đến những kênh YouTube đồn mình qua đời vì đã quan tâm. Nam diễn viên cho biết, mới hôm qua đứa cháu gọi từ Úc về khóc quá, nói YouTube trên mạng báo chú Minh Béo chết rồi, mà không phải chỉ một kênh mà mấy chục kênh mới ghê. Thôi thì xin cảm ơn các kênh đã quan tâm, nếu có mất, mình sẽ báo đến quay đăng nhé. Nhớ Phùng Điếu vì nhờ mình mà có tiền YouTube nhiều đấy. Nhớ là mình linh lắm đấy nhé, cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã dành tình yêu thương vô bờ bến cho Minh Béo nhé. Dưới bài đăng, hàng loạt khán giả đã để lại bình luận bức xúc thay Minh Béo khi trở thành nạn nhân của trò câu view, câu like bất chấp này. Trước đó, nhiều nghệ sĩ cũng bị lợi dụng, tung tin qua đời giống Minh Béo. Có thể kể đến như Hoài Linh, MC Đại Nghĩa, Việt Hương, Trấn Thành, Hồng Vân. Minh Béo sau khi thụ án ở Mỹ đã trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật trở lại. Dù vậy, nam diễn viên vẫn tạo nên nhiều tranh cãi, đám đông vẫn không thể tha thứ cho quá khứ của anh chàng. Hồi đầu năm 2022, khi Minh Béo viết giành huy chương trong liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam, dư luận đã phản ứng dữ dội, thậm chí đã hủy giải thưởng của nam diễn viên.